Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc xe Honda Winner phiên bản thứ 3 màu bạc nhám, bạc mơ. Lên cặp mâm màu bạc luôn. Thì đây là chiếc xe cửa hàng sẽ độ cái mâm thôi các bạn, để cho nó trùng tông với cái phiên bản màu bạc mờ ở trên. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem tham khảo luôn ha. Hiện tại thì chiếc xe này nó đang có mặt ở tại Head Huỳnh Mạch Tùng cũng như là cửa hàng Mai Duyên. Vì hai địa chỉ này là một nha các bạn. Head Huỳnh Mạch Tùng á, thì địa chỉ là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Còn cửa hàng Mai Duyên á, là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Và chiếc xe này hiện tại á, cửa hàng đang bán với cái giá là 34.400.000. Còn riêng cặp mâm này, chi phí sơn độ lên là 800.000. Nếu các bạn cộng ra luôn á, thì nó sẽ là 35.200.000. Là nó sẽ ra như thế này. Một chiếc xe phiên bản màu bạc mờ, có ABS ha, có khóa thông minh, đây có chống trộm luôn nha các bạn, và có luôn cái cổng sạc này. Còn bây giờ thì mình sẽ mời các bạn xem lại cái màu bạc mờ này ha, xem là nó lên cái phiên bản bánh mâm mà màu bạc luôn nó sẽ như thế nào. Còn về giá xe thì mình xin thông tin thêm là giá xe mình báo là luôn luôn cam kết chính xác nha các bạn. Chỉ còn là phí biển số thôi. Thì phí biển số cái xe này nó sẽ ở tầm khoảng là 1.3 triệu, 1.5 triệu, 2 triệu, 2.2 triệu cho đến là 3.5 triệu tầm đó ha. Cho ở huyện, ở thị xã và ở tỉnh. Đó là ba cái phí biển số ha, ở ba nơi khác nhau. Và khi các bạn mua xe là đúng chính xác cái giá này nha các bạn. Các bạn thấy thế nào nè, màu bạc lên mâm bạc luôn ha, chứ đúng phiên bản tiêu chuẩn, đúng chuẩn của xe luôn á, đúng zin luôn á, là màu đen nha, chứ không phải bạc thế này đâu. Tại vì thời gian qua thì cửa hàng cũng có độ mâm lên cho phiên bản ví dụ như là màu đen vàng đồng, lên mâm vàng đồng, hoặc là bản đường đua 2022 lên mâm vàng đồng thì chi phí lên là 800. Thì bây giờ cửa hàng sẽ mở rộng thêm để các bạn có thêm phần lựa chọn ha, màu bạc mờ lên mâm bạc luôn. Đó, tem 3D nha các bạn. Đây là phiên bản đặc biệt ha. Nó sẽ có ABS bánh trước. Và đây là nước sơn mâm nè ha, các bạn nhìn nè. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Mâm trước ha. Sơn đẹp phải không các bạn? Màu bạc này là zin của xe nha. Chỉ có sơn mâm thôi nha các bạn. Chỉ sơn mâm thôi. Phục là phục bằng đồng zin của xe rồi. Cho nên là mình sẽ có thêm lựa chọn này. Nếu các bạn thích sơn bạc thế này thì cứ alo ngay cho cửa hàng. Hai số bàn trên màn hình và 5 số di động ở trong phần mô tả của video nha. Các bạn cứ gọi vào tư vấn chi tiết về vấn đề ship xe nè, giấy tờ, biển số rồi trả góp. Thậm chí là giờ các bạn chưa biết thủ tục làm biển số như thế nào, mình cứ alo tư vấn luôn cũng được ha. Các bạn ấy sẽ tư vấn cho mình chi tiết các bạn. Hiện tại nó là màu bạc nha, nhưng vì phía sau là màu đỏ cho nên là nó ẩn vào. Mình nhìn thấy nó hơi đỏ đỏ đó các bạn. Ở phần hông xe thì sẽ có thêm một cái phần màu xanh mờ làm điểm nhấn nha. Màu xanh mờ ở chỗ này nè các bạn. Ngay khu vực này. Ở đây chúng ta sẽ có là công tắc cốt pha này ha. Xi nhan lại cái này là bắc sinh luôn đó các bạn. Rồi xi nhan ở dưới, cầu ở trên ha. Bên này là nút đề. Đó. Cụm đồng hồ full LCD nha. Còn đây là bộ đôi chìa khóa nha. Đó, có chống trộm đó các bạn, rất là đẹp nè. Đây là phía dưới xe.
khu vực này là nơi lấy gió đó các bạn, mình còn gọi là boe ha. Hệ thống cơm kim phun nè, hệ thống bơm xăng ở chỗ này, bình xăng nè, bình xăng là 4,5 lít, 1,5 lít. Rồi phần gấp sơn rất là đẹp nha các bạn. Rồi mình xem lại phần vành nữa lần nữa ha, sơn bạc nha. Mình xin chia sẻ thêm thế này là với Winner thì cái thắng đĩa sau cái bố nó rất là dày, cho nên là nó bám rất là chặt vào trong phần đĩa này, cho nên là xe mới cái vỏ nó sẽ nặng. Và thêm nữa là sơn cộng sơn mới này là sơn có phốt cao su, nó là tăng thêm cái sức nặng nữa, cho nên là xe mới chạy về thường bánh sau nó hơi nặng nha các bạn. Sơn có phốt nè, bản đặc biệt và bản thể thao sẽ có là sử dụng là sơn có phốt. Mình có thể sử dụng dầu lửa hay là dầu đi ô vệ sinh bình thường. Các bạn lưu ý nha, mình đã có những video mình hướng dẫn vệ sinh sơn này và xài dưỡng sơn cho xe. Còn cái phần bố này á, các bạn cứ chạy bình thường và chịu khó mình sử dụng tháng sau nhiều chút cho nó mau mòn cái bố, thời gian sau bánh xe nó sẽ nhẹ ha. Còn bây giờ nó còn cỏ bố đó các bạn, cho nên là nó cứ bình thường nha, không sao, các bạn đừng có lo lắng vấn đề này ha. Nè, ngay chỗ này nè các bạn, nó rất là sát với cái đĩa, các bạn thấy không? Đó, rất là sát luôn nè. Các bạn nhìn nè, thấy không? Cái bố nè. Đó. Mình thông tin thêm để các bạn bớt lo lắng khi mua xe này ha. Rồi. Cho các bạn xem từ sau ha. Nhìn từ phía sau nè các bạn. Màu bạc lên bánh mâm bạc luôn. Còn về vấn đề ship xe thì phí ship từ Sóc Trăng mà đi Sài Gòn hoặc là về Cà Mau tầm khoảng là 200. Còn nếu mà đi tới Hà Nội thì tầm khoảng là 700. Đó là cái phí ship để các bạn tham khảo ha. Cửa hàng ship xe toàn quốc nha các bạn. Còn mua trả góp thì mình phải có mặt tại cửa hàng thì mới phải làm cái hồ sơ được các bạn. Các bạn có thể là lên hồ sơ online. Rồi khi đậu á, mình sẽ đến cửa hàng, mình ký tên và hoàn tất cái thủ tục. Trả trước thì với dòng xe này nè, chỉ cần trả trước từ 5 triệu, 10 triệu, 15, 20, tùy vào các bạn thôi. Các bạn muốn trả cỡ nào cũng được. Còn nếu mà muốn giữ cả phạt gốc thì các bạn phải trả chắc có lẽ là khoảng chừng 10, trong khoảng chừng là 15 triệu. Tầm đó mình sẽ được giữ cả phạt gốc ha. Cái này để chi tiết thì các bạn vui lòng mình alo cho cửa hàng đi, tư vấn cho nó cặn kẽ hơn. Màu bạc nha các bạn, mà nó bị màu đỏ của chiếc CB nè, nó ẩn qua ha. Đó. Các bạn thấy thế nào, đánh giá thế nào khi mà lên màu bạc như thế này? Mình xin nhắc lại lần nữa, cái giá xe là 34.400.000. Sơn mâm thế này là 800.000 nữa ha. Còn phí biển số thì mình đã cho các bạn rồi nha. Khi mua xe là đúng cái giá này luôn và không có cộng thêm bất kỳ một cái chi phí nào nữa hết. Cho nên là các bạn khi mua xe cứ yên tâm mua tại đây ha. Rồi, mình sẽ kết thúc cái phần quay chi tiết cái phiên bản màu bạc mờ lên bánh mâm bạc này ở đây ha. Xin chào các bạn.